Buổi tối cứ ăn một bát này, sáng ngủ dậy, gan thận tự thải độc, khỏe lên bất ngờ, sống thọ 100 tuổi. Xin kính chào quý cô bác đang theo dõi video trên kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Cô bác đã bao giờ nghe đến câu, hãy ăn sáng như một vị vua, ăn trưa như một vị hoàng hậu và ăn tối như một kẻ hành khất hay chưa? Câu nói này nhắc chúng ta về thói quen ăn uống các bữa ăn trong ngày. Bữa sáng cần được ưu tiên ăn đầy đủ chất nhất, ăn no nhất, còn bữa tối thì chỉ nên ăn nhẹ nhàng mà thôi. Thế nhưng, thói quen ăn uống của người Việt mình thì lại đang bị ngược lại. Nhiều cô bác nghĩ là cả ngày đi làm vất vả, tối đến cả nhà mới có thời gian để quây quần bên nhau, cho nên phải ăn thịnh soạn, ăn thật no thì mới tốt. Tuy nhiên, vào buổi tối, mình chỉ nên ăn nhẹ nhàng thôi, nhưng vẫn làm sao đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng là tốt nhất, cô bác nhé. Do đó, trong video ngày hôm nay, Sống Khỏe Mỗi Ngày xin giới thiệu với cô bác 4 món ăn rất thích hợp cho bữa tối, vừa đảm bảo đủ chất, bổ gan thận mà lại dễ chế biến, da trẻ lớn bé trong gia đình ai cũng ăn được cả. Cô bác tham khảo để chế biến cho gia đình nhà mình cùng thưởng thức, cô bác nhé. Hẳn là cô bác sẽ thắc mắc tại sao bữa tối mình lại không nên ăn quá no, có đúng không nào? Trước giờ mình vẫn ăn đấy mà có làm sao đâu. Nhưng mà cô bác hiểu thế này, vào bữa tối nếu như mà mình ăn quá nhiều thì sẽ làm cho đường, các loại axit béo trong máu tăng lên. Thêm nữa là vào ban đêm, cơ thể nghỉ ngơi, năng lượng tiêu hao ít, những chất dinh dưỡng không được tiêu hóa mà chuyển hóa thành mỡ, tích tụ nhiều ở vùng bụng, khiến cho cô bác bị tăng cân, béo phì. Chưa kể là khi cô bác ăn quá no thì các cơ quan trong cơ thể vẫn phải hoạt động để tiêu hóa thức ăn, dẫn đến cô bác sẽ bị khó ngủ và ngủ không ngon giấc. Thế nên vào buổi tối, cô bác hãy ưu tiên những món ăn nhẹ nhàng nhưng vẫn đảm bảo đủ chất dinh dưỡng và hợp khẩu vị của cả gia đình nhà mình. Và đây là 4 gợi ý của Sống Khỏe Mỗi Ngày với cô bác. Món ăn đầu tiên vừa ngon miệng mà lại dễ chế biến, đó là thịt bò hầm cà rốt. Thường thì vào bữa tối, nhà tôi thích ăn những món súp, món canh bởi vì nó vừa đảm bảo đủ chất xơ, chất đạm, chất béo. Như vậy chỉ cần nấu 1 đến 2 món thôi là đã đủ chất rồi mà không cần bày vẽ cầu kỳ gì nhiều. Nếu như cô bác chưa biết phải nấu món gì thì có thể thử món cà rốt hầm thịt bò mà tôi giới thiệu nhé. Món này dễ chế biến, nguyên liệu dễ mua mà còn rẻ nữa. Đảm bảo là từ trẻ nhỏ cho đến người già trong nhà, ai cũng đều thích ăn, chỉ một bát thôi cũng đủ no rồi. Cà rốt là một loại củ rất phổ biến, dễ tìm và rất có lợi cho sức khỏe của chúng ta. Loại củ này có vị ngọt, hương thơm đặc trưng, được sử dụng trong nhiều món ăn. Trong cà rốt có chứa nhiều vitamin A, beta-carotene, kali, đây đều là những chất rất tốt cho đôi mắt. Cô bác ăn vào sẽ tăng cường thị lực, giảm nguy cơ bị thoái hóa điểm vàng và quáng gà rất hiệu quả. Nhà cô bác nào có em bé, tiêu hóa kém hay là bị táo bón thì cũng nên sử dụng cà rốt để bổ sung chất xơ, canxi cho em bé hấp thụ nhanh chóng. Ăn cà rốt còn giúp cho cô bác cải thiện tình trạng của làn da, giúp cho da mịn màng, hạn chế nếp nhăn. Cà rốt bổ là như vậy, rất thích hợp để ăn kèm với các loại thịt dầu đạm, đặc biệt là thịt bò, sẽ giúp cho hiệu quả tăng lên gấp đôi đấy cô bác. Với món cà rốt hầm thịt bò không quá phức tạp cầu kỳ, thế nên cô bác nào cũng có thể chế biến được. Cô bác chỉ cần chuẩn bị thịt bò, chú ý chọn phần nạm hoặc là bụng bò để ăn ngon hơn. Tiếp theo là chuẩn bị 2 củ cà rốt, 3 tép tỏi, 2 củ hành tím, dầu ăn cùng với gia vị như là muối, tiêu, hạt nêm, đường, rau thơm như là húng quế và hành tây. Tùy theo số lượng các thành viên trong gia đình mà cô bác cân đối lượng nguyên liệu cần mua nhé. Cách thực hiện như sau, thịt bò mua về cô bác đem đi rửa sạch, sau đó cắt thành miếng vuông vừa ăn. Tiếp theo, cô bác ướp cùng với 1 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê đường và 1 ít tiêu. Trộn đều để 10 phút cho thịt ngấm gia vị. Phần cà rốt cô bác cắt bỏ gốc và đầu cuống, gọt vỏ, rửa sạch, thái khúc khoảng 2cm, nếu cà rốt to có thể bổ đôi. Hành tây lột vỏ, rửa sạch đất, bổ muối cau, tỏi bóc vỏ, băm nhỏ. Ngò gai nhặt rửa sạch, thái khúc ngắn, rau mùi ta thì nhặt lá úa, cắt bỏ gốc, rửa sạch để ráo nước. Bước sơ chế nguyên liệu này là vô cùng quan trọng, bởi vì một món ăn muốn ngon thì trước mắt phải đảm bảo độ sạch sẽ, kỹ lưỡng trong từng khâu. Có như vậy thì món ăn mới hấp dẫn và đảm bảo vệ sinh an toàn cho sức khỏe của chúng ta. Tiếp theo, cô bác bắc nồi lên bếp, cho một ít dầu vào và đợi cho dầu nóng thì cho tỏi, hành, băm nhuyễn vào, phi thơm rồi cho thịt bò đã ướp sẵn vào, đảo đều trên lửa lớn, đến khi nào thịt bò săn lại thì cho vào một bát nước sôi, đậy nắp, hầm thịt bò trong vòng 10 phút.
Cuối cùng là cho thêm cà rốt vào hầm. Đến khi thịt bò và cà rốt chín mềm thì cô bác nêm nếm lại gia vị cho vừa miệng. Sau đó rắc thêm rau thơm đã thái nhỏ và một ít hành tây thái mỏng lên trên mặt để tăng thêm hương vị rồi tắt bếp nhé. Ngoài ra, nếu cô bác thích sáng tạo và muốn có thêm nhiều màu sắc hơn nữa cho món ăn này thì cô bác có thể cho thêm một vài nguyên liệu khác như là cà chua, khoai tây, nấm hương hay là một số loại thảo mộc khác. Dĩ nhiên, những nguyên liệu phụ thêm này cô bác chỉ bổ sung ở mức độ vừa phải mà thôi, tránh lấn át màu sắc và hương vị của hai nguyên liệu chính là thịt bò và cà rốt cô bác nhé. Món ăn thứ hai cũng rất dễ chế biến mà vô cùng bổ dưỡng, đó là món song biển hầm vịt. Nếu như cô bác thường xuyên xem các bộ phim của Hàn Quốc hay là đã từng có dịp đặt chân đến đây thì sẽ thấy rằng món canh rong biển hoặc các món ăn từ rong biển xuất hiện ở khắp mọi nơi trong nhiều bữa ăn của họ, từ bữa sáng, bữa trưa, bữa tối hay thậm chí là cả bữa ăn nhẹ nữa. Không phải ngẫu nhiên mà họ lại ăn nhiều rong biển đến như vậy đâu cô bác. Mà thực sự đây là một nguyên liệu vô cùng an toàn, dễ chế biến mà lại có chứa rất nhiều công dụng thần kỳ cho sức khỏe của chúng ta. Hầu như bây giờ, cô bác nào cũng sợ béo, sợ tăng cân, cho nên thường hạn chế các loại thực phẩm có chứa nhiều chất béo, đồ ngọt, có đúng không nào? Vậy nên, các thực phẩm với hàm lượng calo thấp nhưng vẫn đảm bảo ngon miệng, giống như là rong biển, đang rất được coi trọng đấy cô bác. Món vịt hầm rong biển cũng dễ chế biến mà lại còn vô cùng thích hợp để ăn vào bữa tối. Đôi khi chỉ cần một bát canh thôi là cũng đủ no bụng mà vẫn đảm bảo đủ chất đấy cô bác. Cô bác chuẩn bị khoảng nửa con vịt. Nếu nhà mình đông người thì có thể hầm nguyên con cũng được. Khi mua về, cô bác làm sạch rồi chặt vịt thành từng miếng nhỏ. Đối với rong biển, cô bác ngâm trong nước cho nó nở ra rồi cắt thành các khúc nhỏ. Sau đó, cô bác mang phần thịt vịt và rong biển hầm trong nước sôi. Cô bác cho thêm hành củ, gừng, nêm nếm gia vị sao cho vừa ăn. Cô bác đun trên bếp vừa lửa để vịt được nhừ thịt, cô bác nhé. Món ăn thứ ba là món đậu phụ nấu cùng với mộc nhĩ. Ở đây có cô bác nào giống như tôi không? Hôm nào mà không biết mua gì, nấu món gì cho cả nhà thì lại nghĩ ngay đến đậu phụ. Phải công nhận là đậu phụ rẻ mà lại dễ ăn, chế biến món gì cũng rất ngon miệng mà công dụng của nó thì chẳng cần phải bàn cãi. Ngay cả với căn bệnh ung thư quái ác thì đậu phụ cũng có khả năng ngăn ngừa rất hiệu quả đấy cô bác. Đậu phụ là một nguồn selen dồi dào, khoáng chất cần thiết cho cơ thể, từ đó ngăn ngừa ung thư đường ruột. Các bác nhà mình thì cũng có thể ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt bằng cách là ăn đậu phụ, nhưng với số lượng vừa phải thôi, cô bác nhé. Đối với những cô bác nào đang ở độ tuổi tiền mãn kinh thì đậu phụ còn giúp làm giảm các cơn nóng trong người, ngăn ngừa nguy cơ loãng xương và viêm khớp dạng thấp. Nếu cô bác đã bị ngán những món từ đậu phụ quen thuộc như là đậu phụ luộc, đậu phụ rán hay đậu phụ sốt cà chua thì cô bác có thể thử món đậu phụ mộc nhĩ xem sao, cô bác nhé. Đây là một món ăn đơn giản nhưng hiệu quả thì không hề nhỏ một chút nào đâu cô bác. Trong họ nhà mộc nhĩ thì mộc nhĩ đen có giá trị dinh dưỡng hơn cả. Nó có công dụng bổ khí, tăng tuần hoàn máu, loại bỏ nhiệt độc trong máu. Bên cạnh đó, mộc nhĩ đen có thể làm tan sỏi mật, sỏi thận và thải độc máu. Dùng kèm với đậu phụ thì quả thực là nhân đôi hiệu quả rồi. Để chế biến món mộc nhĩ đậu phụ, cô bác chỉ cần chuẩn bị mộc nhĩ đen và đậu phụ tùy theo số lượng thành viên trong gia đình mà cô bác cân nhắc để mua số lượng bao nhiêu cho phù hợp nhất, cô bác nhé. Mộc nhĩ cô bác đem đi ngâm rồi rửa sạch, đậu phụ thì cắt thành miếng sao cho vừa miệng. Cho hai nguyên liệu này lên bếp, đun cùng với nước, cô bác nêm nếm gia vị sao cho vừa ăn. Ngoài ra, cô bác có thể kết hợp hầm cùng với gà, xương lợn cũng rất ngon mà dễ ăn nữa. Và một món ăn nữa mà Sống Khỏe Mỗi Ngày muốn giới thiệu cùng cô bác, đó là món giá đỗ xào giấm chua. Đợt giãn cách do dịch vừa rồi, nhà tôi cũng cố gắng hạn chế đi chợ nhất có thể, chỉ đi theo đúng lịch trên thẻ được phát, hoặc là cũng chỉ đi một lần thôi, mua cho nhiều ngày. Đối với những nguyên liệu có thể tự làm tại nhà thì tôi cũng rất ưu tiên, chẳng hạn như là giá đỗ. Mà giá tự làm tại nhà vừa đơn giản mà lại yên tâm của bác nhé. Trước đây tôi cứ nghĩ rằng ăn giá thì cũng chỉ giống như một loại rau gia vị. Nhưng mà thời gian gần đây tôi mới biết rằng giá đỗ hóa ra lại có nhiều công dụng rất tuyệt vời. Trước đây khi ăn cơm xong tôi hay bị đầy bụng, khó chịu mà tiêu hóa cũng kém nữa. Thế nhưng sau khi ăn giá đỗ khoảng 2-3 bữa một tuần thì tôi thấy rằng tình trạng này của mình cũng đỡ đi một cách đáng kể đấy cô bác. Giá đỗ có chứa hàm lượng chất xơ cao. Khi ăn vào, cô bác sẽ thấy rằng hệ tiêu hóa của mình hoạt động trơn tru hơn, các chất cặn bã cũng được đào thải một cách dễ dàng.
quá trình ăn uống, sử dụng và tiếp xúc với nhiều tác nhân ô nhiễm không an toàn trong thời gian dài, khiến cho cơ thể bị nhiễm độc tố và ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe. Và một trong những cách tốt nhất để hỗ trợ hệ bài tiết hoạt động thuận lợi để đào thải chất độc ra khỏi cơ thể đó là sử dụng giá đỗ, bởi vì trong giá đỗ có chứa nhiều hoạt chất khử gốc tự do. Giá đỗ có thể chế biến thành nhiều món ăn, nhưng mà tôi thấy rằng giá đỗ xào là ngon và dễ ăn nhất rồi cô bác. Cô bác chỉ cần xào giá đỗ cùng với giấm chua là đã có ngay một món ăn rất tuyệt vời rồi. Cô bác đem giá đỗ đi rửa sạch, dùng nước sôi trần qua, sau đó tiếp tục ngâm trong nước nguội rồi vớt ra. Cô bác cho hạt tiêu vào chảo, xào qua cho dậy mùi rồi bỏ ra ngoài. Sau đó cô bác cho hành, giá đỗ, thêm muối, đường, giấm chua, mì chính vào trong chảo. Xào qua một lát rồi cho thêm bột canh cho vừa miệng là có thể thưởng thức rồi đó cô bác. Điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ đó là mỗi chúng ta hãy luôn giữ cho mình một tinh thần lạc quan, vui vẻ và tránh những lo lắng, suy nghĩ tiêu cực. Chỉ khi nào chăm lo cho sức khỏe tinh thần thật tốt, thêm vào đó là một chế độ ăn uống hợp lý, đúng cách thì chắc chắn là cô bác sẽ luôn khỏe mạnh và sống thọ bên con cháu nhé. Và nếu quý cô bác thấy video này của tôi hữu ích thì cô bác cũng đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình nhé. Chúc quý cô bác luôn có một sức khỏe như ý.